Chào mừng các bạn đến với top 10 đội bóng mạnh nhất châu Á theo xếp hạng tháng 6 năm 2022 của FIFA. Trong thời gian từ lần xếp hạng gần nhất, tháng 3 năm 2022 đến nay, các đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á chủ yếu thi đấu giao hữu, ngoại trừ một số trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 và vòng loại giải vô địch châu Á 2023. Australia và Uzbekistan là hai đội có thành tích tốt nhất, trong đó Uzbekistan đã thay thế Trung Quốc để góp mặt trong top 10 đội bóng mạnh nhất châu lục. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với từng thành viên của top 10 đội bóng mạnh nhất châu Á theo xếp hạng tháng 6 năm 2022 của FIFA. Số 1. Iran. Khoảng thời gian giữa hai kỳ xếp hạng của FIFA gần đây, đội bóng được mệnh danh là Hoàng tử Ba Tư thi đấu một trận duy nhất với Algeria vào ngày 13 tháng 6 năm 2022. Đây là trận giao hữu và Iran đã chịu thất thủ 1-2, qua đó bị trừ 5,8 điểm, đồng thời bị hạ một bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 xuống thứ 22 thế giới. Số 2. Nhật Bản. Nhật Bản đã thi đấu 4 trận trong thời gian gần đây, tất cả đều trên sân nhà. Trong đó có 2 trận giao hữu với 2 đội bóng Nam Mỹ là Paraguay và Brazil và 2 trận trong một giải đấu do Nhật Bản đăng cai với 2 đội châu Phi là Ghana và Tunisia. Trong 4 trận đấu này, Nhật Bản đã giành 2 chiến thắng với cùng tỷ số 4-1 trước Paraguay và Ghana. 2 trận còn lại, Nhật Bản để thua 0-1 trước đội số 1 thế giới là Brazil và 0-3 trước Tunisia. Sau 4 trận, những chiến binh Samurai bị trừ 0,67 điểm và vẫn giữ vị trí thứ 23 thế giới. Số 3. Hàn Quốc. Một đội bóng đến từ khu vực Đông Á khác là Hàn Quốc cũng thi đấu 4 trận trong thời gian gần đây. Tất cả đều là giao hữu. Hàn Quốc cũng đã gặp Brazil và Paraguay trong chuyến du đấu của họ, chịu thất thủ với tỷ số đậm 1-5 trước Brazil, trong khi hòa 2-2 với Paraguay. 2 trận còn lại, Hàn Quốc đều giành chiến thắng, 2-0 trước Chile và 4-1 trước Ai Cập. Sau 4 trận, Hàn Quốc được cộng 6,66 điểm cùng một bậc thăng hạng FIFA lên thứ 28 thế giới. Số 4. Australia. Australia là đội châu Á có thành tích xuất sắc nhất thời gian gần đây, trong đó có chiến thắng khá vất vả trước đại diện đến từ Nam Mỹ, Peru trong trận tranh vé vớt dự World Cup 2022. Đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á nhưng đến từ châu đại dương này còn có 2 trận thắng khác trước 2 đội bóng châu Á là Jordan và UAE với cùng tỷ số 2-1. Sau 3 trận toàn thắng, những chú Kanguru được cộng 27,69 điểm cùng 6 bậc thăng hạng FIFA lên vị trí thứ 36 thế giới. Số 5. Qatar. Chủ nhà World Cup 2022 không thi đấu chính thức trận nào trong thời gian gần đây xong vẫn được thăng 2 hạng thế giới, lên thứ 49 và một hạng châu Á, lên thứ 5. Số 6. Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út chính là đội đã để mất vị trí thứ 5 châu Á vào tay Qatar do thất bại trong cả hai trận giao hữu gần đây với cùng tỷ số 0-1. Hai đội đã khiến những chú chim ưng xanh phải ngậm trái đắng đều đến từ Nam Mỹ là Colombia và Venezuela. Sau 2 trận thua, Ả Rập Xê Út bị trừ 8,95 điểm, đồng thời bị hạ 4 bậc FIFA xuống thứ 53 thế giới. Số 7. UAE. Một đại diện Tây Á khác là UAE cũng thi đấu 2 trận trong thời gian gần đây. Trong đó có trận hòa giao hữu 1-1 trước Gambia và trận thua 1-2 trước Australia. Sau 2 trận thua, UAE bị trừ 10,9 điểm đồng thời hạ một bậc xếp hạng FIFA xuống thứ 69 thế giới. Số 8. Iraq. Giống như Qatar, Iraq không thi đấu đội tuyển trong thời gian gần đây xong vẫn được thăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6, lên thứ 70. Số 9. Oman. Oman đấu giao hữu 2 trận trong thời gian gần đây, trong đó có một trận thắng trước Nepal và một trận hòa trước New Zealand. Sau 2 trận, đội được cộng 0,95 điểm và không thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Số 10. Uzbekistan. Uzbekistan là đội có thành tích thi đấu xuất sắc thứ hai của Liên đoàn bóng đá châu Á với 3 trận toàn thắng trong thời gian gần đây. Cả 3 trận đều thuộc khuôn khổ vòng loại giải vô địch bóng đá châu Á năm 2023. Cách đội thất thủ trước Uzbekistan là Sri Lanka, tỷ số 3-0, Maldives, tỷ số 4-0 và Thái Lan, tỷ số 2-0. Với 3 trận toàn thắng,
Uzbekistan được cộng 20,14 điểm cùng 6 bậc thăng hạng FIFA lên thứ 77 thế giới. Thành tích ấn tượng này cũng giúp Uzbekistan thế chân Trung Quốc để góp mặt trong top 10 đội bóng mạnh nhất châu Á. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh Top 10 Thế giới xếp hạng để cập nhật các video tiếp theo.